Rồi xin chào các bác nhé. Tôi là Tính, tôi đang công tác tại Hyundai Truyền Chinh Sài Gòn. Hôm nay là mùng 2 tháng 2 2023. Tôi mang đến cho các bác chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn dành cho Santa Fe máy dầu cao cấp 2022 đang có đủ màu ở đây cho các bác nhé. Đối với Santa Fe máy dầu cao cấp 2022, Hyundai Truyền Chinh đang giảm 115 triệu cho các bác. Giá thực bản trừ vào thì các bác sẽ còn là 1 tỷ 260 triệu thôi. Đó là giá xuất hóa đơn, giá chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Các bác cần giá lăn bánh, cần cái bảng giá chi tiết hỗ trợ vay ngân hàng gì đó thì cứ kết bạn Zalo nhé. Theo cái số trên tiêu đề đó, tôi sẽ gửi qua Zalo hết cho các bác. Và cái giá này nó chỉ dành cho bảng máy dầu thôi nha, các bác lưu ý. Giảm 115 là chỉ dành cho máy dầu cao cấp, đang có đủ màu đấy. Và cũng đang có một cái lô khác là xe Vin 2023 cũng đang trên đường về đại lý, tầm khoảng nửa tháng nữa sẽ về đến đây. Vậy thì giữa xe máy dầu cao cấp 2022 và 2023 nó khác nhau cái gì? Thì các bác cùng tôi theo dõi và nghe những cái phần sau đây nhé. Khác nhau đầu tiên đó là về năm sản xuất. Chỉ về năm sản xuất thôi nha. Là con Santa Fe 2022 và 2023 thì nó chỉ khác nhau về năm sản xuất, còn lại nó giống hệt nhau. Và năm 2023 không ra phiên bản mới, có nghĩa là từ đầu năm cho tới cuối năm 2023 nó vẫn là phiên bản này, nó giống hệt nhau. Các bác không thể biết trừ khi các bác cầm cái giấy đăng kiểm lên, các bác nhìn cái hồ sơ xe thì chúng ta mới biết là năm sản xuất là năm nào. Vậy thì chúng ta muốn giá rẻ thì chúng ta mua 2022, còn muốn xe mới nhất, xe sản xuất mới nhất thì mua 2023. Hai phiên bản này, 2022 và 2023, đối bảng máy dầu cao cấp nó chênh lệch nhau là 70 triệu đồng. Đó. Đối với xe máy dầu cao cấp 2022, giá bán đến tay các bác là 1 tỷ 260, các bác cộng thêm 70 triệu nữa thì nó sẽ ra giá bán của Santa Fe máy dầu cao cấp 2023. Đó, giống hệt nhau, khác nhau mỗi năm sản xuất thôi, các bác muốn mua loại nào cũng được. Đối với 2022 thì các bác có sẵn xe ở đây, còn 2023 chúng ta phải chờ nửa tháng ha. Đó, vậy thôi. Các bác cần cái giá chi tiết thì cứ gọi điện trực tiếp nhé, tôi sẽ báo giá chi tiết, báo giá lăn bánh qua Zalo cho các bác, hỗ trợ về ngân hàng, về bảo hiểm gì đấy đầy đủ. Máy dầu nhá, giá hồi nãy giờ báo là chỉ có dành riêng cho máy dầu thôi, còn máy xăng thì giá khác và bảng tiêu chuẩn giá khác, chỉ duy nhất dành cho bảng máy dầu cao cấp. Santa Fe là một con xe dẫn động 4 bánh toàn thời gian nha các bác, có 7 chỗ ngồi. Cấu hình của nó sử dụng là máy dầu 2.2 Smart Stream thế hệ mới, dẫn động 4 bánh toàn thời gian All Wheel Drive. Chúng ta có 4 chế độ lái kèm theo 3 chế độ đi địa hình. Hiện tại đối với xe được lắp ráp trong nước thì Santa Fe là con xe mắc nhất của Hyundai rồi. Mâm 19 treo sau đa điểm. Nội thất thì màu nâu đỏ kết hợp với màu đen rất là sang trọng. Loa thì Harman Kardon. Ghế này có thể trượt tới trượt lui, có thể ngã ra được nữa, có thể gập luôn để chúng ta tối ưu không gian cho dành cho hàng 2 và hàng 3. Chúng ta có đầy đủ cửa gió, cổng sạc, cửa sổ trời, toàn cảnh panorama. Cái rèm này chưa có mở ra nhé. Ở đây nè, có rèm che hành lý, tối ưu cái sự riêng tư dành cho hành khách. Đóng cửa rất là chắc chắn, rất là sang trọng. Phía sau này tối màu tạo sự riêng tư. Còn phía trước các bác cũng sẽ thấy là nội thất nó giống cái kia thôi, nhưng mà có thêm tính năng rất là hay dành cho tài xế. Nhớ ghế lái hai vị trí, có vợ với chồng thì ai ngồi vị trí đó. Kính phía trước này là kính hai lớp giúp cách âm nó tốt hơn. Đó, ghế thì hai ghế phía trước đều là chỉnh điện, có làm mát ghế, có sấy ghế, có sấy vô lăng ha. Hai màn hình rất là đẹp, 12.25 inch, màn hình ghế cũng vậy, có Apple CarPlay, Android Auto đầy đủ. Trên này có loa, gương chống chói. Rồi khu vực yên ngựa này các bác ha, rất là hiện đại. Cần số nó sẽ không xài cần nữa mà là nó là nút bấm, có các phím sấy vô lăng các thứ. 4 chế độ lái, 3 chế độ đi địa hình đó, điều hòa tự động các thứ, màn hình rất sắc nét ha. Đấy, sơ sơ như vậy thôi. Có cảnh báo điểm mù trên này. Con này nó có gói Hyundai Smart Sense đấy. Đây có camera 360 nguyên zin. Ngoài ra thì xe còn có gói Hyundai Smart Sense là một cái gói an toàn chủ động, nó giúp cho chúng ta an toàn hơn khi lái xe. Nó hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước, hỗ trợ phòng tránh va chạm bên hông, rồi hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi, rồi giữ làn đường cho các bác, bám xe phía trước cho các bác, có đèn pha thích ứng, cảnh báo mở cửa, cảnh báo để quên trẻ em bên trong xe. Đấy, rất là nhiều cái tính năng. Phía trước này trang bị là đèn LED hết nha, đèn LED ban ngày, đèn pha LED, đèn cốt LED,
nó không có đèn sương mù, lưới tản nhiệt mạc rôm màu bạc. Đây, đầy đủ một vài thông tin thống kê lại về sản phẩm cho các bác rồi. Còn các bác muốn xem xe, muốn lái thử xe, muốn mua xe 2022, 2023, muốn hỗ trợ tư vấn ngân hàng, bảo hiểm gì đấy, hoặc hồ sơ vay các thứ, thì cứ liên hệ với tôi theo cái số trên tiêu đề nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều.